Kính chào quý vị, trở lại với chương trình Căn nhà của tôi với Tammy Thủy Huỳnh đến từ công ty Remax 360. Và kính thưa quý vị, trong một thời gian vừa qua, quý vị cũng đã xem một số chương trình với Tammy Thủy Huỳnh đã thực hiện, với rất là nhiều chương trình mà gửi những cái tips và những cái gợi ý rất là hay mà có lợi ích mà nhiều quý vị cũng gọi vô. Nhưng mà trước hết thì chào Tammy. Dạ, xin kính chào anh Quốc Bình và Tammy Thủy Huỳnh, xin trân trọng kính chào khán giả của hệ thống đài BYN. Rất là vui được trở lại cùng với anh Quốc Bình tối nay. Và hình như mình đã bước vào tháng 10 là tháng của mùa thu rồi, phải không? Đúng rồi. Bây giờ đó là, phải nói là đầu tiên đó là có nhiều người cũng gọi vào đài nói là ồ, cô Tammy có nói mấy cái cũng hay để áp dụng thử trong nhà, để mà nhiều người chuẩn bị bán, mà ngay cả những người không chuẩn bị bán nha, nhưng mà cũng áp dụng một số cái mà Tammy dặn là như mình chỉnh đốn lại rồi, từ cái bên ngoài hàng cây thế nào, bên trong sơn sửa thế nào đó. Nhưng mà bây giờ thì trước hết mà để nói lại cái tình hình mà mình nhìn lại tháng 9 vừa qua đó, thì phải coi nó biến động làm sao rồi, tình hình địa ốc tháng 9 ra sao rồi. Dạ, cảm ơn Quốc Bình. Theo như thống kê á, thì trên toàn nước Mỹ của mình á, thì tháng 9 là cái tháng mà người ta nói thường thường địa ốc mới chậm xuống, giống như thời tiết nó mát lại thì cái sự mua bán trong thị trường địa ốc nó cũng chậm lại chút xíu. Nhưng mà riêng với Houston mình thì không có thấy dấu chậm đi. Mà vẫn cái nhịp độ người bán người mua vẫn còn rất là sôi nổi. Nhưng mà mình có thay đổi gì không? Mình hay nói là trong thời gian qua quý vị nghe nói là Houston là gọi là seller market, là thị trường của những người bán đó. Có nghĩa là không thuận lợi lắm cho người mua, bởi vì người mua tranh giành mà người bán thì được lợi lắm. Thì bây giờ có thay đổi gọi là tình thế chưa? Có thay đổi chút. Có tin vui là hiện giờ thì người bán họ cũng biết là cái nhóm người đi mua nó cũng có giới hạn lại so với mùa hè, thì họ cũng sẵn sàng thương lượng giá cả với mình, thay vì giống như mấy tháng trước thì nhiều khi người mua phải trả hơn hoặc là bằng thì mới mua được, thì bây giờ cái người bán họ sẵn sàng, họ open to negotiations. À, như vậy thì có nghĩa là đối với quý vị đa số người kia mình thấy vậy, thị trường có được hơn tí đó kính thưa quý vị. Kể cho anh Minh Bình nghe cái này cũng hơi mắc cười. Nói về tâm lý của người mua của mình thì tuần qua mình có đại diện cho một gia đình đi tìm nhà, thì cái nhà này họ list 315.000. Thì giống như trong những tháng mùa hè đó thì mình dự trù mình phải trả ít nhất là 312 hoặc là 315 hoặc là hơn chút xíu mình mới mua được. Thì cái người khách mình nói thôi thử 300 trước đi coi ra sao. Thì mình cũng viết hợp đồng mình để 300. Thì anh Bình muốn sao? Người seller hỏi tôi chấp thuận, cái người mua mình nói mình có bị hố không? Thật sự ra đó là theo như tình hình, tại vì cũng tùy may rủi nữa đúng không? Tại vì nhiều khi chưa hẳn, thật sự cái đó thì cũng không phải là hớ đâu. Tại vì mình thấy thị trường trong mấy tháng qua mà đa số quý vị thấy là 99% là người ta list giá mà bán nhà từ giá đó trở lên không à? Đúng rồi. Nếu mà mình vô những cái thống kê của MLS á, thì họ lưu trữ lại những con số đó, thì giống như mình nhận xét á, thì mình không có nói thêm hoặc nói bớt, nhưng mà thực sự cái reality nó là như vậy. Đúng rồi. Như vậy thì trung bình một con số đó mà cùng trở lại quý vị, mình cái trung bình giá nhà của Houston của mình rồi trung bình giá nhà của tại Trung Quốc Hoa Kỳ đó hiện là nó đang ở cái mức nào, là mình có tăng cái mức trung bình nó lên chưa hay là vẫn cái mức trung bình của mình so với tháng 8 thì vẫn như vậy, vẫn khoảng 260. Thì cái mức trung bình của Houston mình so với toàn nước Mỹ thì vẫn thấp hơn toàn nước Mỹ. Nói như vậy thì có nghĩa là mình mua giá, cho dù là mình mua giá bằng cái giá họ list, thì có nghĩa là mình cũng là ở cái gọi là cái giá thị trường. Dạ đúng. Chứ không hớ đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà mình mua được rẻ hơn đương nhiên tốt hơn. Không, sao mình người khách đó, ô bây giờ tôi trở lại tôi trả giá lại lần nữa được không? Cái chuyện một chuyện như bên lề là gì? Nói hai lời. Dạ. Cho tôi nói hai lời. Dạ. Vâng, nhưng mà thôi bây giờ phải trở lại, nhiều quý vị cũng lúc nào cũng thắc mắc, tại vì tình hình bây giờ là rất là sôi nổi mà thay đổi mỗi ngày. Thấy nó cái đó là mọi người đang để ý đến là cái số phân lời bây giờ đó là nó đang ở đâu rồi? Dạ thưa anh Quốc Bình và quý khán giả, là phân lời so với tháng trước anh em mình nói chuyện với nhau thì nó vẫn vậy, vẫn dậm chân tại chỗ, tức là vẫn thấp 15 năm khoảng 3.5 và 30 năm khoảng chừng 4.3. Và cái một cái tin này là cho cái giới mà để đầu tư đó, thì thường thường mình hôm nay mình đi coi nhà hoặc là giới thiệu những người đầu tư muốn mua nhà thì họ nói sao dạo này cái nhà foreclosure nó ít hơn. Thì cái đó là nhận xét cũng là rất là đúng so với Houston của mình. Giống như anh Quốc Bình thấy, thí dụ năm ngoái 1.000 căn nhà đi thì khoảng chừng
100 căn nhà đó là foreclosure thì bây giờ còn khoảng 40 mấy căn thôi là của foreclosure. Có nghĩa là họ bán hết nó rồi hay là những người bây giờ kinh tế nó ảnh hưởng, người ta có công ăn việc làm rồi, người ta giữ được nhà rồi không bị foreclosure nữa? Dạ cái đó cũng đúng, tại vì bây giờ các nhà băng lớn họ làm việc với chính phủ thì họ ra nhiều cách để cho giúp ngăn chặn cái tình trạng foreclosure để cho tình hình kinh tế của mình nó ổn định lại. Vâng. Thì thật sự ra bây giờ đó mà mua nhà thì vẫn còn là trong tình hình mà nhà băng vẫn còn ráo riết khó khăn không? Tại vì nhiều người bây giờ đó thật sự là họ có khả năng nhưng mà thật sự là quá rất là nhiều cái chướng ngại vật, bởi vì nhà băng cho mượn tiền rất khó. Dạ. Thì bây giờ còn khó không? Dạ thưa, cũng còn khó, nhưng mà có một vài nhà băng, không phải là tất cả nhà băng đều có chương trình này, thì hôm nay cũng chia tin vui với lại Quốc Bình và quý khán giả là có một vài nhà băng mà Tammy đã làm việc qua thì họ có thêm cái chương trình gọi là No Doc. Giống như Quốc Bình nhớ 5-6 năm về trước thì cái chương trình No Doc nó rất là popular. Mà 5-6 năm gần đây thì hình như nó biến mất phải không? Đúng rồi. Có nghĩa là hồi xưa mình còn nhớ đó là khi mà mình down xuống 20% là không cần phải giấy tờ, cũng không hỏi income, không hỏi gì hết á. Thì bây giờ đó là nó trở lại chương trình không hỏi gì hết á. Dạ đúng rồi, không hỏi gì hết nhưng mà ngược lại họ hỏi tiền mình. Hỏi tiền mình nhiều hơn chút xíu nữa. Vậy là sao? Dạ thưa, thí dụ giống như hồi xưa mình mua cái nhà trị giá 100.000 thì họ có thể mình cần down 20% thôi, thì họ có thể không có cần chứng minh giấy tờ gì hết. Thì bây giờ thì cái cũng không cần chứng minh giấy tờ, nhưng mà cái lượng mà mình, cái số tiền mình bỏ ra down payment cái phần trăm đó thì là khoảng chừng 40-50%. Mà cái chương trình này cũng rất là hay, là bây giờ họ không có giới hạn cho những cái nhóm người giống như là những người mà qua đây dạng du học hoặc là qua đây dạng du lịch mà mình vẫn muốn làm chủ một căn nhà ở đây đó, thì mình có thể họ vẫn cho mình vay được. Như vậy cũng hơi thuận tiện đó. Một số quý vị nhiều khi mình có tiền mà mình vẫn không đủ để mà mua trả hết căn nhà. Dạ. Nhưng mà trong trường hợp này là mình chịu bỏ tiền xuống nó cao hơn một chút là 40-50%. Dạ. Thì mình mượn cái số còn lại. Và dạ, nhiều khi mình không chứng minh được income á, là mình dùng cái chương trình này được. Dạ đúng. Mà cái phân lời nó cũng rất là ngang ngửa với lại giá thị trường chứ không có bị cao. Ngang ngửa có nghĩa là giống vậy hay đúng là rồi, cao hơn xí? Không có cao hơn một xí. Ngang ngửa tức là giống 1-9-1-10 đó. Thí dụ yes, giống như anh Quốc Bình đi vay nhà băng, anh Quốc Bình là tình trạng rất là tốt. Giống như mình kiểm chứng được income, coi định mình cao, anh Quốc Bình có thể vay được 4.35. Còn bên bên Thủy thì Thủy nói Thủy đi dạng qua đây du lịch bên đây, Thủy hoặc là có tiền mặt không có credit. Đúng rồi, hoặc là Thủy đi làm cá nhân, Thủy không có khai thuế đầy đủ hay gì đó. Thì Thủy đào 50% thì cái tiền lời của anh Thủy với anh Quốc Bình vẫn có thể ngang ngửa với nhau. Thì đúng là ngày xưa thì cũng có một cái chọn lựa là quý vị đi private lending. Thì thường mà đi private lending thì cái số tiền lời của mình nó cao hơn nhiều so với lại cái tiền lời thị trường là chứ 3.4 mà mình nói đây. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Thường thường giống như mình nhà băng bình thường mình đi là 4% đi, mà mình đi private lending có thể họ charge mình tới 6-8% lần. Có nghĩa là mình bị hơi bị thiệt thòi cái chỗ đó. Dạ đúng. Nhưng bây giờ là như vậy là một cái tin vui là tháng 10 này trở ra là mình dùng chương trình đó được, mà của nhà băng chứ không phải là của Tammy Bank đúng không? Dạ không, đây là của nhà băng lớn đàng hoàng. Dạ. Ok, như vậy là không phải private. Dạ không. Như vậy thì cái đó là một cái tin sốt dẻo của tháng 10 của quý vị. Đây là một điều mà nhiều người investor cũng hứng thú đó, theo mình. Dạ đúng rồi, cái này mình cho dạng mua để ở hoặc là đầu tư đều được hết. Đúng vậy, mình ở thì cũng được, mình chứng minh, mà ngay cái người investor đó người ta cũng không muốn bị chôn cái tiền của họ. Dạ. Cho nên là bỏ số tiền mà cần bị đòi hỏi thôi, số tiền còn lại là mượn vẫn có lời hơn, trong khi tiền của họ làm việc khác. Thì đó là một cái chương trình gọi là No Doc, là không cần giấy tờ, không cần hỏi han gì hết. Nhưng mà họ có hỏi credit không? Không hỏi credit luôn. Những người mà không có cái điểm tín dụng xấu hoặc là không có gì cũng không thành vấn đề, nhưng mà không có được thiếu gọi là collections. Thí dụ cái nhưng điểm sao họ biết họ phải kéo credit mình không? Họ vẫn kéo credit của mình ra để họ lui vào hồ sơ, nhưng mà cái nếu mà mình có cái nợ collection giống như là mấy chục ngàn hay gì đó thì họ có thể từ chối mình. Ví dụ nợ 300.000 thì có từ chối không? Không sao, những cái nợ đó không sao. Có nghĩa là họ vẫn kéo credit. Như vậy nếu mà credit cái người đó không chứng minh được income mà credit họ tốt thì họ có được lợi lạc gì không? Nếu mà không chứng minh được income mà cái credit họ tốt thì có thể họ cái tiền lời họ lại thấp hơn cái người mà không có income mà cái credit không được tốt cho lắm. Hoặc là họ có giảm xuống cái số tiền mà down payment đó xuống không? Dạ không, cái down payment thì họ set khoảng chừng 40-50%. Tối thiểu, tối thiểu là phải 40%. Dạ, thì trong tương lai, nếu mà trong tương lai thì có thể nhiều nhà băng khác họ thấy cái cách làm việc của nhà băng này xin lợi đó thì có thể ra những cái chương trình để cạnh tranh nữa. Thì những ngân hàng trên nước Mỹ họ đều nhìn qua nhìn lại để họ cạnh tranh để lấy khách về họ.
Nhưng mà xét ra thì họ nắm 40% cái equity trong căn nhà mình, rồi cho dù mình bỏ căn nhà, họ lấy căn nhà họ vẫn lời như thường. Dạ đúng rồi, vậy cái quan niệm như vậy mà có lợi hai bên, vừa có lợi cho người tiêu thụ và có lợi bên cho nhà băng luôn. Quả thật thì ngày xưa thì cũng có một cái chương trình nữa là nhớ là không đau hay mình luôn, dạ. Giờ có không? Dạ không, dạ hết rồi. Hồi xưa thích hả? Hồi xưa quá nhiều ưu đãi trước hả? Nhưng mà ngược lại lúc đó tiền lời nó hơi cao. Đúng rồi. Vâng, thì đó là có lẽ là maybe là tháng tới mình lại có cái tình huống vui đó chăng. Bây giờ không cần gọi là chứng minh giấy tờ, xong rồi không cần tiền đáo luôn nữa thì lúc đó mới vui. Dạ đúng rồi. Thì khi mà mình nghe được cái câu cái chương trình này mới ra đó thì mình tự nhiên mình lại nhớ đến một câu hát cũng là rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên hả? Hay có một câu gì chứ tôi có tin vui giữa giờ tiền vọng. Vâng, thì đó là một chút cái cập nhật tin nóng hổi của quý vị. Nhưng mà ở trong cái tháng mùa thu này đó, thì lần trước thì Tammy có nói với quý vị là khi mà bán nhà thì mình phải sửa soạn căn nhà, mình để ý những điều gì. Nhưng mà trong tháng 10 này đó thì Tammy có khuyên quý vị là nên trong đối tượng mà bán nhà, đối tượng ở nên làm gì không? Dạ thưa có, dạ thưa giống như anh Quốc Bình và khán giả nhận thấy đó thì Houston của mình đã bước vào mùa thu ha. Với những cơn mưa thì thời tiết nó cũng từ từ nó lạnh xe lạnh ha. Hôm nay thấy anh Quốc Bình bận màu nâu nâu, mình cũng màu nâu nâu. Mình cũng matching. Dạ, thì giống như mùa thu tới thì mình lo cho sức khỏe của mình. Ví dụ mình lấy những cái đồ ấm ra, hoặc là những cái áo lạnh ra, hoặc là đi chích ngừa cảm cúm. Thì căn nhà của mình cũng vậy, thì giống như là sức khỏe của mình vậy. Nếu mà mình chăm chút, mình để ý tới nó chút xíu thì cái cơ bệnh nó sẽ giảm lại. Thì để sơ qua những cái điểm chung chung thì giống như bên nhà, bên ngoài nhà thì quý vị có thể nên quan sát đến cái ngói của mình. Tại vì nhiều khi có những cơn gió lớn thổi qua hay gì đó, hay là những cây lớn nó cọ vào cái ngói của mình thì nhiều khi nó bị chóc lên đó, hoặc là nó bị sứt hay là gãy gì đó, thì mình nên để ý để mình gọi người tới sửa liền, thì cái tiền đó mình tiết kiệm. Và những bên cửa sổ, nhất là cửa sổ thì bắt đầu mình chuẩn bị xài máy hít ha. Thì mình coi nó có bị hở hay không. Bên cái cửa sổ mình hay có cái caulking á, thì nhiều khi lâu ngày trời nắng trời mưa nó hay bị co giãn và nó bị nứt. Thì mình nên làm caulk lại để cho mình giữ cái độ ấm ở trong nhà mình, để tiết kiệm năng lượng nữa. Rồi theo anh Bình thấy còn điểm nào bên nhà mà mình nên coi nữa? Không biết là mình có nên sơn sửa nhà theo cái tông chẳng như chúng mình đang đây là tông của lá mùa thu. Mình làm màu cam cam hay là gì hả? Lá mùa thu đang rơi ấy, mình cũng phải theo tông đó. Nhưng mà thật sự có nói là mình có thể là mình bây giờ mùa lá nó rụng cho nên mình cũng phải nên trim cây để, nhưng mà theo mình nói là nhiều khi nó nghi ngôi nhà mình nó rớt cái cạch cây khô xuống, là nhiều khi nó tróc mấy cái ngói ra đó. Dạ đúng rồi, cái đó là một điểm cũng nên lưu ý. Với lại mình chịu khó mình nhìn lên cái máng xói của mình, nhiều khi bên trên lá nó rụng, nhiều khi lâu ngày nó đóng ở trên đó thì nước khi mà trời mưa đó nó không có thoát được ra khỏi cái foundation của mình, thì lâu ngày nó cũng ảnh hưởng tới cái nền móng nhà của mình. Và thêm một cái nữa là bên ngoài sân, đố anh Quốc Bình, ngoài sân, bên ngoài sân của mình có cái gì quan trọng nữa? Cũng không biết nữa. Mình đường driveway thì nó là concrete rồi, còn cỏ thì mình cho cắt nè. Rồi vậy thôi, làm gì nữa không? Còn cái máy bự bự bên nhà đó, gọi condenser AC với heating đó, thì mình chịu khó mình tới mình coi xung quanh nó có lá rơi, nó đóng xung quanh hay không. Nếu mình có thì mình phải quét dọn sạch sẽ đó cho nó thoáng cái chỗ cái hệ thống AC đó. Ủa, mấy người mà họ cắt cỏ họ phải làm đó cho mình chứ không? Đôi khi họ không làm, như khi họ thổi ngược vô hay gì nữa. Ôi, nha. Để mình không nên giao khoán người cắt cỏ. Này chắc chưa bao giờ ra tới sân nhìn cái máy. Thôi giờ đố bên trong nha. Thôi đố bên trong đi. Đố bên ngoài cơ bộ là thấy giả mặt hơi lo rồi. Đố bên trong là bên trong thì nhiều khi ở nhà, nhiều khi Thủy hay đi vòng vòng nhà, nhìn lên ốc nhà, nhìn lên trần nhà, không phải kiếm thằng lằn mà là để coi nó bị rỉ nước hay gì hay không. Tại vì mình có quản lý một số nhà, như khi tenant họ gọi họ nói ô tự nhiên nhìn lên trần nhà tự nhiên có nguyên một cái lỗ nước nó ủ trên đó lâu ngày mà họ không phát hiện đó, tính họ kêu mình nó sập xuống rồi. Thì cái đó rất là quan trọng, như tại vì trên nóc nhà mình nó có hệ thống trên cái attic của mình có cái AC trên AC đó. Mà nhiều khi nó có cái khay mà chứa nước á, rồi cái khay đó sập pô á là nó có cái ống dẫn đi, nhưng mà nhiều lúc nó nghẹt xong rồi nó trào ra ngoài rồi nó rớt xuống cái sheet rock của mình. Thì công nhận là cũng phải để ý
cái đó thì để cho mình sớm á, thì mình trị nó liền. Đúng rồi. Nếu không á, thì nó bị bệnh nặng ra, nhiều khi lúc đó mà sửa mà thay cả cái trần thì cũng tốn tiền. Dạ đúng rồi, cái đó là một cái điểm nhỏ mình có thể lưu ý mỗi tháng hay mỗi 6 tháng, nhưng mà nó tiết kiệm được mình rất là nhiều tiền. Còn nếu mà anh bước bình xuyên nữa thì bắt cầu thang, kéo cầu thang xuống leo lên, nhìn lên trên đó. Có nhiều nhà họ xây sau này đó là họ để luôn cái water heater ở trên đó luôn. Đúng rồi. Để tiết kiệm space trong cái garage. Thì khi mà mình lên trên attic thì mình chịu khó mình nhìn coi, nhiều khi nếu mà cái ngói mình nó bị lủng thì mình có thể thấy cái lỗ hủng đó. Và mình sẵn nhìn luôn cái pan của cái AC coi có nước nó có tràn ra hay không. Nếu có thì mình gọi thợ AC tới sửa liền và coi luôn cái water heater để đúng rồi. Thì cái, nếu mà mình để ý trong căn nhà mình từ trong ra ngoài đó, mình sửa từ lúc mà nó mới bị chớm, giống như một cái miếng ngói nó bị mẻ ra mình thay liền thì không tốn kém bao nhiêu. Mà để cho mưa xuống rồi nó dột rồi nó mục rồi nó bị mối vân vân ra thì lúc đó thành là một cái vấn đề lớn. Dạ đúng rồi, giống như là sức khỏe của mình vậy phải không? Giống như vừa rồi là mình chưa kịp cũng ý hay chưa kịp đi chích ngừa là đã bị cúm. thì nếu mà quý vị sẵn đây xin nhắc là nếu quý vị chưa có kịp đi chích ngừa thì nên đi, tại vì mùa cúm cũng gần tới. Nhất là quý bác mà lớn tuổi đó. Dạ, thì như bác sĩ nói là mấy quý vị mà lớn tuổi là nên hoặc là gần như là bắt buộc phải đi chích ngừa đó. Giống cỡ tuổi anh Bình. Chọc anh Quốc Bình. Mà nghĩ lại nhiều khi cứ khuyên quý vị mà nhiều khi ngay có mình coi lại nhiều khi mình chưa làm. Mình ý lại phải không? Dạ. Yeah. Vâng. Yeah. Thì đó là thôi một chút cái sự dặn dò, cho dù là quý vị chuẩn bị căn nhà để quý vị bán, mà ngay cả quý vị ở đó, thì đây là những điều mà quý vị cũng nên coi, chăm sóc căn nhà của mình thì nó giúp cho căn nhà của mình nó tuổi thọ nó cao lên. Mà ngay cả như mình đùng cái mình bán đi thì mình vẫn giữ giá trị của cái nhà. Dạ đúng rồi, lúc đó mình không có phải là tốn nhiều thời gian nữa. Với lại một vài điểm nên lưu ý nữa là khi mà mình nấu ăn trong bếp hoặc là mình xài nhà tắm đó, thì mình nên cũng nên để ý ở dưới cái sink coi có nó bị rỉ nước hay không. Nhiều khi nó rỉ lâu ngày nó cũng ảnh hưởng tới cái cabinet của mình ở bên dưới. Vài điểm nhỏ thì Thủy biết là bà con của mình rất là cưng cái nhà của mình. Có nhiều thân chủ của mình họ cưng cái nhà lắm, họ lúc nào cũng họ chăm sóc rất là sạch sẽ, thì cái đó là điều rất là tốt. Vâng, đúng vậy. Cũng như là nhiều khi những cái lỉnh kỉnh mình lo, ngay cả mình đang gắn alarm trong nhà mình đó, nhiều khi thỉnh thoảng mình cũng check nó make sure nó work, hoặc là những cái smoke detector. Dạ đúng rồi, dạ đúng, cái đó cũng là quan trọng. Thì hình như mình phải thay pin mỗi 6 tháng hàng năm đó phải không? Dạ. Quý vị nào mà lười biết liền tại cứ theo cái tít tít kêu hoài mà không ngừng. Là tới giờ đi đến giờ phải thay đó. Dạ đúng rồi. Vâng. Thì bây giờ thì đó là cái một chút cái nhắc nhở của quý vị. Dạ. Nhưng mà thôi bây giờ chuyển qua một chút về cái thị trường đang trong thị trường địa ốc cũng còn rất là sôi nổi, thì không biết là Tammy mỗi lần đến thì đem một số căn nhà hoặc là đem một số những cái khu mà cũng khá hấp dẫn gửi quý vị. Dạ. Thì lần này có khu nào tốt lành mới gửi quý vị không? Dạ có, dạ khu này là xào đi trộn lại với khu này gọi là Terre de Sol, thì mình thấy nó rất là thuận tiện cho đồng hương của mình, nó nằm ngay vùng Southwest. Theo quý khán giả thấy trên màn hình thì có một dãy nhà họ mới vừa xây xong của hãng xây là Brighton Home. Thì hãng này xây nhà Houston mình cũng khá lâu. Thì hiện giờ họ đang phát đất ra và họ có 6 kiểu nhà để cho mình lựa. Có nhà là trệt có nhà lầu có. Và cái giá rất là phải chăng anh Quốc Bình? Đối anh Quốc Bình start, họ start cái giá là bao nhiêu? Nhìn căn nhà này chắc cũng phải cỡ 200 không? Dạ không, dưới luôn đó. Giống như cái này là cái nhà model của họ đây, hôm nay mình mới dẫn khách ghé ngang coi thì rất là dễ thương. 2001 square foot master dưới lầu ha. Ở trên lầu mình có 3 phòng ngủ, có game room, 2 phòng tắm rưỡi, 2 phòng khách nữa, rất là đẹp. Mà cái giá khởi đầu store thì như có 156.000 thôi. Wow, mà đây nhà mới. Dạ đúng rồi, mới tinh hoàn toàn. Yes. Bây giờ nó ở đâu rồi đã? Góc Bel Air với Highway 6. Nếu mà anh Quốc Bình đi từ Bel Air mình chở ra Highway 6 thì thấy cái chợ Fiesta. Thì sau lưng chợ Fiesta nó nằm bên phía sau. Đúng rồi, dạ đúng rồi. Như vậy thì đây là cái khu là nó hoàn toàn mới, nó xây lên hay là nó có sẵn cái khu rồi nó xây thêm ra? Cái này câu hỏi rất là hay. Hồi khoảng chừng 2004-2005 đó họ có xây một khoảng trên dưới 100 căn rồi. Rồi kinh tế mình nó bị khựng lại chút xíu thì họ ngưng xây, và bây giờ họ thấy kinh tế mình nó khởi sắc, người mua cần phải mua nhà mới thì họ bắt đầu họ xây, họ bán tiếp. Mà những cái kiểu nhà này là hoàn toàn mới. Có nghĩa là nhà nào cũng 2 tầng? Dạ đúng rồi, thì như họ có 5 kiểu nhà để mình lựa là 2 tầng và 1 căn là 1 nhà trệt.
Dạ, nhà một tầng. Dạ. Và đây là có cái khu vui chơi chung của khu, dạ, nhà đó. Dạ đúng rồi. Đó. Giống như anh Quốc Bình đi làm về thấy stress chạy ra chơi cầu tuột hoặc là xích đu. Dạ. Đó, đừng khi dễ chứ không phải là nít chơi đâu, người lớn không chơi được. Đúng rồi, giống như trên màn hình là mình thấy là đất đang trống thì rất là tiện là mình tới mình có thể lựa theo số nhà mình thích. Giống hôm nay mình dẫn chị khách ra coi thì chị lựa theo số nhà là bằng số 9 hả? Lựa theo số nhà và lựa theo hướng mình thích luôn nữa thì nó rất là hay. Có nghĩa là có rất là nhiều chọn lựa cho quý vị bây giờ đến là chọn những căn họ vừa mới xây xong cũng được. Dạ đúng rồi. Hoặc là chọn cái lô đất thôi rồi nó xây lên cho mình. Dạ đúng rồi, thì hiện giờ họ có khoảng chừng không nhiều lắm, họ có khoảng 4-5 căn là họ đã xây xong rồi. Và những cái căn còn đất còn lại thì rất là nhiều, mình có thể lựa kiểu lựa đất để họ xây lên cho mình. Giống như đây là 5 kiểu khác nhau đó. Dạ, kiểu mà nhóm cao cao rồi nhiều, dạ, kiểu mà có cái patio bên ngoài, dạ, lầu 2 rồi kiểu, dạ, kia thì giống như condo vậy đó. Dạ đúng rồi. Giống như mà cái đó nguyên đó là một nhà hay hai nhà hay, dạ, giống như hai căn nhà tại vì nó hơi sát với nhau. Tại dạng đất ở đây mình gọi là patio lot thì khoảng chừng 4.000 square foot thì giữa nhà mình với nhà hàng xóm cách nhau khoảng chừng 6 feet. À coi như đây nó gọi là cái loại gọi là patio home. Dạ đúng rồi. Phải không? Dạ, nhưng mà nó vẫn là individual home chứ nó không có dính vách với nhau đó. Đúng rồi. Tức là mình có hát karaoke thì hàng xóm cũng không nghe nhiều cho lắm đó. Vâng. Dạ thì mình có một mảnh đất ở phía trước giống như quý vị thấy và một cái sân đất nhỏ ở phía sau. Cũng cỡ dày không? Dạ nhỏ hơn chút xíu. Có nghĩa là cái maintenance cắt cỏ của vị là tối thiểu. Dạ đúng rồi. Đối với người trẻ trẻ thì chắc thích kiểu vậy, tại vì là nhà mà sân rộng thì take care, dạ, là hơi mệt, tại vì nội cái đi cắt cỏ trồng cây đó. Dạ. Dạ thì Thủy làm việc ở vùng này rất là nhiều, nếu mà quý vị hoặc là gia đình có nhu cầu cần mua nhà mới ở vùng sâu West thì xin liên lạc với Thủy. Wow, quá hấp dẫn. Kính thưa quý vị, đây khu những cái khu nhà mới mà quý vị được làm theo ý của mình mà giá có từ 120 đến 150. Giá từ 136 cho đến khoảng 150. Mà bây, dạ, giờ mình mua nhà cũ đó là cũng cỡ 150 rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Giống như hồi sáng này mình dẫn gia đình chị khách đi coi thì có trong trên đường Beechnut hả? Beechnut với Highway 6 có một căn nhà trệt mà họ list khoảng 135 mà đã 9 tuổi rồi. Trong khi đó mình chạy qua đây chút xíu, nhà mới cũng khoảng 150 square foot, nhà trệt họ list có 136 thôi. Wow. Cho nên là, dạ, cũng đây là một cái khu nhà mà chắc cũng rất là tiện mà người Việt Nam có thể thích đó, tại vì nó khu Southwest mà từ, dạ, Bel Air với Highway 6 bây giờ cũng đang là cái trung tâm của mình, nó cũng extend tới đó rồi đó. Dạ đúng rồi. Wow, như vậy thì nếu mà mua những căn nhà này với lại những căn nhà mà cũ đi, ví dụ ngay chỗ sau Lee Sandwich với lại sau hoặc là Gessner gần đài này đi, dạ, thì cái lợi của mình sao nên mua với khu nhà mà gần đài cũng 150 đi, dạ, mà bên đó cũng bằng giá vậy thì giống như, dạ, mình thấy tại sao mua nhà cũ gì ha? Thì những cái locations chắc thì gần đây thì chạy ra freeway dù sao cũng gần hơn chút xíu, và đất thì rộng hơn những cái khu nhà cũ hồi xưa thì đất nó rộng hơn khu nhà mới này. Dạ. Nhưng mà khu này thì mình có bị trả tiền giống như là thao hôm á, là mình trả 100 mấy một tháng? Dạ không, good point. Cái này tiền HOA cũng rất là rẻ quý vị, hình như có 525 đồng một năm thôi. Wow. Và thuế cũng thấp nữa. Dạ đúng rồi, thuế đây hình như cũng có 2.8 thôi. Dạ. Đúng rồi, dạ, hình như là toàn Houston mình thì trong vòng khoảng chừng 3, dạ, chấm trở lại. Có, dạ, một số nơi là 3 chấm trên đó. Dạ đúng rồi. Đây là 200 mấy là cái chấm rẻ đó, dạ, thuế, dạ. Thì đó là một chút về cái giới thiệu của quý vị. Nếu quý vị nào mà có nhu cầu đi kiếm nhà bây giờ đó, có một cái chọn lựa là mình được nhà mới mà dạ, khá là affordable, là thuận, dạ, gọi là vừa túi tiền đó, dạ, là từ 136 đến 150. Dạ đúng rồi, tại nếu mà bây giờ mình xây nhà bây giờ thì Tết năm sau hả, là mình ăn Tết ở nhà mới. Thì thường, dạ, thường chung mình họ xây khoảng 3 đến 4 tháng thôi. Đúng rồi, thôi, yeah, bây giờ thì thôi, trước khi mình rời làn sóng thì Tammy có một nhắc nhở gì vấn đề thuế má quý vị cần phải chuẩn bị chưa, cuối năm rồi. Dạ thưa đúng rồi, dạ thưa cảm ơn Quốc Bình, dạ thưa khán giả, quý khán giả là nhắc sơ chút xíu, quý vị nào mà mua nhà trong năm 2013 thì xin quý vị nếu mà mua nhà Harris County thì lên cái website là www.hcat.org để mình đánh địa chỉ mình vào và coi sở thuế họ có cái địa chỉ nhà mình đúng hay chưa. Nếu mà chưa đúng thì mình phải gọi họ liên lạc, chứ không thôi tại vì trong vòng một tháng nữa là sở thuế bắt đầu gửi bill về nhà mình. Đúng vậy, quý vị ở Fort Bend thì là FB khác. Dạ đúng là rồi. Đánh viết tắt cho chữ Fort Bend. Thì quý vị lên trên đó thì mình kiểm cho trước khi mà họ gửi ra mắc không sai thì mình điều chỉnh lại rồi hồ sơ nó cũng lục sục đúng, dạ, không? Dạ đúng rồi. Và như vậy thì đó là chương trình, kính thưa quý vị, căn nhà của tôi với Tammy Thủy Huỳnh. Nếu quý vị có những cái thắc mắc hoặc là quý vị đang trong thị trường đi kiếm nhà hoặc là đang muốn đưa căn nhà của mình đến bán, quý vị đưa một cái tay rất là mát đưa lên là bán liền, kính thưa quý vị. Đó là Tammy Thủy Huỳnh với lại Remax 360 văn phòng ngay ở trên đường Chimney Rock giữa Richmond và Westheimer. Số phone trên màn hình, quý vị nhớ
liên lạc để mà lấy cuộc hẹn, hoặc là Tammy rất là kiên nhẫn, quý vị nào đi mà kiếm nhà đó là quý vị rất là thấy là cô Tammy là kiên nhẫn là dẫn quý vị là đi hết khu này đến khu kia. Nhưng mà quý vị nhớ đừng đổi người nhé. Dạ, cảm ơn Quốc Bình. Dạ thưa Thủy, cũng cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình rất là vui nhộn của hai anh em. Kính chúc quý vị bước vào mùa thu được nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Dạ, xin chào. Xin chia tay cùng quý vị.